vẽ thông thường, cứ mỗi lần mà hai người bạn của tôi bước ra thì tôi cứ phải nhìn bên tay phải trước để xem Puka hôm nay như thế nào. Bởi vì đôi khi nhìn Puka mặc trang phục như thế nào là tôi đã có linh tính là hôm đấy Puka sẽ đoán được nhiều hay được ít các vòng rồi. Hôm nay linh tính anh như thế nào? Giác quan thứ 6 anh hoạt động đi. Những chương trình trước thì thường mặc váy giống như kiểu là ở công viên Disneyland tới. Rồi có những hôm thì như ở Hàn Quốc về, còn hôm nay thì như là Thủy Cung đến. Em mạng mộc đúng không? Dạ em mạng mộc. Em mạng mộc lại đến từ biển, là nước là thủy, thủy sinh mộc. Anh đoán hôm nay sẽ là chương trình của em. Hy vọng là vậy. Có một sự tương sinh nhẹ. Trong khi đó thì Quang Trung hôm nay anh em mình... Dạ, nhìn vô gu anh ha. Trắng đen, đen trắng. Trung hình như là mạng hỏa đúng không em? Dạ. Anh có một linh tính là hôm nay Puka nói gì em cứ ủng hộ hết đi nhá. Dạ biết sao, em cũng không sợ cái này. Tại vì chị Puka là một cái mộc rất là lớn để cho em bám vô rồi. Trung ý em đốt chị hả? Đúng. Em đốt chị. Thì chị sẽ lấy nước gì tưới lại em. Tôi nói vô tình thôi mà lại đúng. Bởi vì hôm nay em phải nương theo Puka. Bởi vì thủy thì sinh mộc, mà mộc thì lại sinh hỏa. Đó, chính vì thế hôm nay thôi thì có việc gì em nhường Puka vài lời cho anh. Rồi mời hai em về vị trí. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai người chơi ngày hôm nay. Họ là một cặp vợ chồng. Hãy cùng xem họ là ai. Xin mời. Bây giờ là lúc mà anh sẽ dành thời gian để hai em có thể giới thiệu với các quý vị khán giả. Và anh nghĩ là các em nên đứng cạnh nhau. Đúng đấy, em cũng nghĩ như thế. Xin chào tất cả mọi người, mình là Huy Cung và bên cạnh là vợ mình. Rất vui khi ngày hôm nay được có mặt ở chương trình Giác Quan thứ 6. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Linh My, mình là vợ của Huy Cung. Hiện nay Linh My em đang làm công việc gì? Em làm về spa. Chồng làm ca sĩ, vợ làm spa, thu nhập chắc là cũng khá. Nghèo lắm anh rồi. Đấy là linh cảm của anh thôi. Thế thì hôm nay các em đến với chương trình thì ngoài vui ra thì các em nghĩ rằng là mình sẽ ra về với số tiền thưởng là bao nhiêu? Nói chung là sau khi em mới làm hai cái MV xong thì nhà em cũng khá là nghèo. Thì em cũng đến đây vui là chính, tiền là chủ yếu thôi anh ạ. Để nó cái gì đó nó lấp lại cái chỗ mà đã bị mất đi anh. Nói nôm na hôm nay là đi chơi nhưng mà kết hợp đi cày. Đi cùng với vợ yên tâm, chương trình mình giải thưởng lên tới 1 triệu lận mà. Wow, sao là 1 triệu? Còn nhân đô thành 2 triệu nữa. Đúng không mọi người? Có vẻ như cái mong muốn đi cày tự nhiên tan biến theo mây khói. Với cái việc là giải thưởng lớn nhất là 1 triệu. Nhưng anh yên tâm, nếu như các em xuất sắc, các em sẽ có nhiều hơn 50 triệu. Nào bây giờ hãy mời hai vợ chồng về vị trí. Chương trình Giác Quan thứ 6 sẽ mang tới 5 vòng thử thách dành cho hai người chơi. Và nhiệm vụ của các bạn đó chính là lựa chọn những công việc mà chương trình đưa ra tương ứng với những vị khách mời mà chúng tôi mời tới chương trình. Sẽ có 5 gói tiền thưởng tương ứng với các số tiền 1 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu và 25 triệu. Các bạn sẽ có 3 quyền trợ giúp nhưng chỉ được dùng đến vòng 3 mà thôi. Đó chính là trợ giúp loại đi những khách mời không phù hợp với công việc. Các bạn có quyền hỏi nhanh đáp nhanh trong vòng 1 phút với một người mà các bạn muốn biết thêm thông tin. Các bạn có quyền đặt ngôi sao may mắn để nhân đôi số tiền thưởng nếu như đã chắc chắn với quyết định của mình ở vòng đó. Và bây giờ hãy cùng đến với 5 gói tiền thưởng. Số nào là bao nhiêu chúng ta chưa biết, chúng ta sẽ lựa chọn sau. Còn bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta gặp gỡ với những người vô cùng quan trọng trong chương trình. Họ là những người mang tới thử thách cho các bạn. Đó chính là 6 vị khách mời đặc biệt. Xin mời. Chỉ cần biết cái sở thích màu sắc, biết ngay tính cách của con người. Những người mà thích những gam màu nóng, đặc biệt là sặc sỡ, có nhiều đỏ, đấy là những người thích hoạt động, ưa sự năng động, không thể ngồi yên một chỗ và cực kỳ cảm xúc. Và những người có cảm xúc thì thường hợp với công việc nghệ thuật, nhưng thường khó đưa ra những quyết định đúng đắn khi đối mặt. Và đó chính là những đặc tính của hai thành viên trong ban bình luận. Họ nhìn thấy màu đỏ là họ điên lên, họ không chịu được. Thôi được rồi, tôi nhường luôn cho bên đấy. Nhìn 6 khách mời với những bộ trang phục thế này, các bạn sẽ đoán có những công việc gì ở đây?
Đây, ở phía giữa chị thấy không? Có hai nghề rồi nha. Có nghề cô dâu với nghề chú rể rồi đó. Xung quanh nè là khách khứa họ hàng. Có chị kia là mới tập thể thao xong chưa kịp hết, dẫn vô ăn cưới luôn. Ăn cưới luôn. Đó, hai anh kế bên là giống như là dàn thiên quả. Đó, chị để giữa là MC. Chị em hiểu nhau quá. Đó là những ý kiến đánh giá từ phía ban bình luận. Thế còn các bạn thì sao, thử đoán xem. Ví dụ như là chị số 2 ở dưới rất xinh xắn với nụ cười tươi kia thì sẽ làm nghề gì? Vợ nghĩ làm nghề gì, em nhìn thấy đẹp như thế có thể là bằng người mẫu. Người mẫu. Thế còn Linh Mi? Em thì em đoán chắc là cô giáo. Nếu như mà nhìn bạn số 5 thì các bạn nghĩ là bạn ấy sẽ hợp với nghề gì? Em nhìn thấy là nghề chạy thể dục. Vâng, đồng viên. Dancer. Múa lân ấy, nhìn thấy kiểu không khí Tết kiểu gì ấy, anh ạ. Nếu mà số 5 là múa lân với không khí Tết thì số 6 thì hợp với công việc gì? Số 6 này nhìn thì trông giống võ sư. Võ sư. Vâng. Bưng quả. Bưng quả. Nghe cũng có vẻ hợp lý. Thế còn các anh số 1 kia thì sao? Anh số 1 trông nghiêm túc sợ quá. Anh buồn. Thế còn bạn số 3? Số 3 thì nhìn cô trông dâu. Có vẻ cô dâu. Cô dâu là một cái nghề luôn hả anh? Cô đi lộn vô thôi, cô đứng đó xíu cô đi. Cô hỏi à, bây giờ em làm gì? Em làm cô dâu. Có được tiền hay không? Có sao không? Chồng đưa mỗi tháng đều đặn đúng mọi người. Thôi thì không để quý vị chờ đợi lâu thêm nữa, chúng ta hãy cùng xem 6 nghề nghiệp tương ứng với 6 khách mời hôm nay là gì. Xin mời. Chúng ta có múa rồng, nghệ sĩ đàn tranh, cứu hộ, giảng viên pha chế, làm hoa đất sét và trượt patin. Trước mắt các bạn sẽ là phần giới thiệu của mỗi một khách mời. Bây giờ sẽ là phần giới thiệu của người chơi số 1. Xin lỗi tất cả mọi người. Tôi là Hữu Lưng, tôi là người trầm tính, tôi không thích nói nhiều và chỉ hành động. Xin mọi người hãy đón xem tôi là ai nhé. Yeah. Không thích nói nhiều. Đúng là những người không thích nói nhiều, rất kiệm lời. Nên khi mà nói quá 3 câu nó có sự lập bập nhất định. Bây giờ sẽ là số 2. Xin chào tất cả mọi người, mình là Thúy Hòa. Mình là cô nàng hay cười, luôn mang đến niềm vui và sự bất ngờ cho mọi người. Câu trong ngôn sống mà mình thích nhất đó là: đừng bao giờ nghĩ mình không làm được, mà hãy làm những gì mình nghĩ. Các bạn hãy đón mình là ai nhé. Dễ thương quá. Nghe là đã thấy giống cô giáo rồi đấy. Và số 3. Xin chào mọi người, mình tên là Lương Tiết Kim. Sở thích của mình là xem phim, du lịch và nghe nhạc, nhất là những bài nhạc êm dịu. Rất vui khi được làm quen với mọi người và hãy cùng đoán xem mình là ai nhé. Số 4. Xin chào mọi người, mình tên là Vĩnh Lộc. Mình là người thẳng thắn và kiên định, là một người thích sống với đam mê. Một khi mình đã thích việc gì đó thì mình sẽ làm cho đến cùng. Mọi người hãy đoán xem mình là ai nhé. Xin được mời số 5. Xin chào mọi người, mình là Hồ Thị. Mình là một người độc lập và cá tính. Sở thích của mình là đi với những cuộc vui nè, với âm nhạc và những nhảy nhót cùng bạn bè của mình. Ghét sự yếu đuối. Mọi người hãy đón xem mình là ai nhé. Wow. Thực sự mà nói là nhìn bạn ấy rất năng động, rất trẻ trung và nụ cười cũng rất tươi. Bây giờ sẽ là số 6. Chào tất cả các bạn ở trường quay. Mình tên là Đặng Nhân Phúc. Sở thích của mình là thể thao, và thể thao đem đến sức khỏe cho mình. Và có sức khỏe thì mình sẽ có tất cả những gì mà mình mơ ước. Và cá tính của mình thì là vui vẻ, hòa đồng và hoạt bát. Rất vui được đặt chân đến chương trình và mong tất cả các mọi người hãy đón mình lại nhé. Chúng ta vừa đi qua 6 phần giới thiệu của 6 khách mời. Họ là ai? Họ làm nghề gì? Quý vị và hai người chơi sẽ được biết sau ít phút nữa. Mời quý vị đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay lại ngay. Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6. Đây là vòng chơi thứ nhất được mang tên Ấn tượng đầu tiên. Và trước khi đến với vòng này thì các bạn sẽ phải lựa chọn gói tiền thưởng mà mình sẽ nhận được. 1, 2, 3, 4, 5, các bạn muốn chọn số mấy? 1, 2, 3, 5, em có đánh rơi nhịp nào không? Chọn số 4 đi. Số 4. Số 4 là bao nhiêu tiền chúng ta sẽ biết khi vòng 1 khép lại. Bây giờ sẽ là công việc mà các bạn lựa chọn. Nghệ sĩ đàn tranh. Các bạn thấy các khách mời ai phù hợp với công việc này? Chị số 2 với chị số 3. Hai số 3. Nhìn thấy chị số 3 quen lắm. Hình như là có vô tình lướt đến cái đàn tranh của chị ấy đánh rồi. Nhìn cái đôi tay của chị ấy rất là đẹp, rất là tranh, rất là nên thơ, rất là picture.
có thể là một nghệ sĩ đàn tranh nữa. Linh My thì sao? Thôi số 3 đi, lần này em nghe chồng em. Chốt chưa? Số 3 chốt ạ. Các bạn hãy bấm vào chuông khi chốt. Sai đừng trách nhé. Quyết định thì của hai vợ chồng, nếu đúng thì đó là của vợ, còn nếu sai đương nhiên đó là của chồng. Hãy cùng xem kết quả. Không chính xác. Bây giờ là lúc mà tôi có hai thứ để chờ đợi. Một ấy là số tiền kia là bao nhiêu. Hai ấy là Linh My, em xử lý như thế nào về vấn đề này? Khi mà chồng em chắc như đi đóng cột để rồi đưa hai vợ chồng, rất có thể là mất một số tiền rất lớn. Không sao vợ, lúc mà mình thăng mình có nhau, mình trầm mình cũng có nhau vợ nhá. Trời ơi, được quá rồi. Hãy cùng xem số tiền. 25 triệu. Em cũng còn hơn đó Huy. Cái này là lớn nhì thôi. Vâng, như vậy là bạn Huy Cung rất may mắn, không phải là số 25 triệu. Nào, hãy cùng xem ai mới là nghệ sĩ đàn tranh. Xin mời. Em nghe chỉ số 5 quá ha. Có khi nào là anh số 1 đâu. Wow. Chính xác, đó là số 5. Xin mời bạn bước lên phía trên ạ. Bạn chia sẻ một chút nhá. Dạ. Thứ nhất là bạn đã theo học đàn tranh lâu chưa? Phong cách thời trang của bạn là gì? Bạn có đúng là một người thích mạnh mẽ hay không? Dù là người chơi nhạc cụ. Dạ, em học đàn tranh từ năm em 12 tuổi ạ. Nhưng mà em không có mặc đầm nhiều. Em chỉ mặc đồ như vậy thôi. Thấy chưa? Cá tính. Thấy chưa? Và em đã đi biểu diễn đàn tranh được bao nhiêu năm rồi? Dạ, nếu mà nói về biểu diễn chuyên nghiệp luôn á, là sau khi em 18 tuổi là em đi diễn. Và đến bây giờ là được bao nhiêu năm? À, bây giờ là 5 năm. 5 năm. Em không có đánh nhạc thuần túy nhiều, mà em chỉ đánh kiểu mà kết hợp với EDM hoặc là kết hợp với những cái gì nó mới mẻ hơn. Thì...